Trạng Quỳnh đạt doanh thu 100 tỷ, Đức Thịnh đăng ảnh nhà Phương ăn mừng. Chú ý nhất là lời nhắn nhủ. Đạo diễn Đức Thịnh vừa công bố phim Trạng Quỳnh đã thu về 100 tỷ chỉ sau 17 ngày công chiếu chính thức. Trạng Quỳnh mới đây vừa công bố, chỉ sau 16 ngày công chiếu, phim đã thu về 100 tỷ đồng, chỉ thua sau phim Cô Lại Vợ Bầu vào ngay mùa Tết này. Chưa mùa phim Tết nào thị trường điện ảnh chứng kiến sự ra quân của ít phim Việt như vậy. Chỉ có 3 phim cạnh tranh nhau, Tết này là Trạng Quỳnh, Cô Lại Vợ Bầu và Táo Quậy. Tuy ít phim, nhưng những ồn ào phía sau hậu trường của các bộ phim thì lại chất chồng. Từ những màn tố nhau của hai kiếp phim Trạng Quỳnh và Cô Lại Vợ Bầu, cho đến dòng trạng thái bức xúc của diễn viên Hứa Minh Đạt lên tiếng về việc phim Táo Quậy của mình bị chê xấu, khi nhiều báo dập phim tơi bời ngay thời điểm phim còn chưa ra mắt. Mặc dù drama nói tiếp drama, nhưng hai phim Cô Lại Vợ Bầu và Trạng Quỳnh đều thu về thành tích doanh thu đáng kể. Cách đây vài ngày, Cô Lại Vợ Bầu đã công bố doanh thu chỉ sau 13 ngày công chiếu, chính thức phim đạt tổng doanh thu lên đến 176,5 tỷ đồng, vượt qua Em Chưa 18, trở thành phim Việt dẫn đầu doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thì mới đây, chính đạo diễn Đức Thịnh đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình về thông báo doanh thu Trạng Quỳnh đã đạt 100 tỷ đồng. Anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân mình rằng, Điềm ơi, Quỳnh đã có 100 tỷ, cưới nàng được chưa? Tuy drama bất tận, đấu tố nhau giữa hai phim, nhưng doanh thu của Cô Lại Vợ Bầu và Trạng Quỳnh lại cao ngất ngưỡng, vượt cả ông hoàng phòng vé mùa Tết năm ngoái là Siêu Sao Siêu Ngố. Có thể thấy được tín hiệu đáng mừng cho doanh thu phim Việt trong những ngày đầu năm.